ba câu chuyện, ba bài học cần khắc cốt ghi tâm cho đến già. Cuộc sống sẽ luôn cần các câu chuyện nhỏ để bạn có được kinh nghiệm sống quý báu. Hay ít ra, nó cũng giúp bạn có thêm chút niềm vui trong những bộn bề này. Hãy cùng Vân Anh lắng nghe ba câu chuyện ngắn Phật giáo hay và mang nhiều ý nghĩa nhân sinh sau đây các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, nàng dâu giỏi. Có lần, Đức Phật ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà Thái Tử tại nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc, chủ nước ấy, có một quan đại thần tên là Lê Kỳ Di. Ông là người rất hiền hậu và giàu có lắm. Ông sinh hạ được 7 người con trai. 6 người con lớn ông đã gây dựng cho thành gia thất cả rồi. Bây giờ, ông tự nghĩ rằng hiện nay mình già sức yếu, sống chẳng bao lâu nữa. Mà xem tất cả mấy nàng dâu lớn, không ai là người đủ tài đảm đang giữ gìn được cơ nghiệp này. Này còn một người con út, cần phải kén chọn một nàng dâu sao cho đủ tài năng đức hạnh để giao phó thì mới an tâm. Ông nghĩ xong liền cho mời một ông bạn thân tới để bàn về việc đó. Khi ông bạn kia tới, ông tiếp đãi rất trọng hậu rồi nói với ông bạn rằng: "Tôi còn một cháu út, nay muốn gây dựng cho cháu nhưng chưa tìm được nơi nào xứng đáng. Vì cháu là người thông minh đỉnh độ nên tất cả cơ nghiệp sau này của tôi định giao cho cháu út chủ trương." Xưa nay, ông là người hay đi lại khắp nước. Tôi muốn phiền ông làm ơn giúp cháu việc này. Xin ông để ý cho, xem đâu có người con gái hiền hậu tài năng tương đương với cháu. Xin ông cố làm mối giúp cho. Ông bạn nhận lời, đi thăm dò khắp cả. Khi đến nước Đạt Xoa Thi Ly, thấy một tớp con gái rủ nhau đi hái hoa để trang điểm chơi với nhau. Ông liền theo dõi để ý xem xét. Một lúc đi tới quãng đường lội thì các cô đều trút guốc và vén áo lội qua. Trong số đó chỉ có một cô người rất xinh xắn và cô có vẻ thông minh hiền hậu lắm. Lúc lội xuống, cô để yên cả áo và đi cả guốc lội qua. Lúc đến rừng, các cô kia đều tranh nhau trèo lên cây hái hoa. Riêng cô ấy cứ đi xin mỗi người một vài hoa và không bao lâu mà đã được đủ các thứ hoa. Bây giờ, ông kia liền tiến tới tận nơi hỏi cô ấy rằng: "Thưa cô, tôi có chút việc hơi thắc mắc, cô có thể làm ơn chỉ giúp cho." "Thưa cụ cần có điều chi hỏi đến cháu, cụ cứ nói, nếu cháu biết, cháu xin trả lời." "Vì sao lúc nãy lội qua nước, tất cả mọi người đều bỏ guốc, mà chỉ một mình cô đi cả guốc là sao?" "Thưa cụ, sở dĩ người ta chế ra guốc cốt để hộ vệ cho bàn chân. Đi trên khô, nếu có chông gai đá sỏi, cô có thể thấy được để tránh. Chứ mà ở dưới đáy nước là chỗ khuất mắt không trông thấy, thì những thứ chông gai, ngói, sỏi rắn độc rất dễ làm hại chân người. Vì thế mà cháu không bỏ guốc, chứ có chi đâu lạ." "Mọi người đi qua chỗ lội đều vén áo, riêng cô không vén áo là sao?" "Thưa cụ, thân thể người ta có tốt có xấu, nhất là đàn bà con gái, nếu đi chỗ lội mà vén áo lên rất là khó coi, bị người ta chê cười. Vì thế cháu cứ để yên." "Thế sao chỉ có mình cô không lên hái hoa?" "Dạ thưa cụ, vì sợ gãy cành nên cháu không dám lên." Người con gái ấy chính là con ông Đàm Ma Ha Tiện ở nước Vua Ba Tư Nặc. Trước vì tội trốn sang đất nước này lấy vợ, sanh ra người con gái đặt tên là Tỳ Xá Ly. Ông nghe những lời lẽ trên biết là người hiền lành, liền hỏi lại rằng: "Cha mẹ cô còn không?" "Thưa cụ, hãy còn cả. Này tôi muốn vào thăm ông bà nhà có được không?" "Xin mời cụ quá bộ lại, cháu xin về thưa ngay với thầy mẹ cháu." Khi tới nơi, người con báo tin cho cha mẹ biết, liền cùng ra đón tiếp thân mật. Ông liền hỏi rằng: "Có phải người con ấy là con của ông bà không?" "Thưa phải." "Xin lỗi, đã gả cho ai chưa?" "Thưa, cháu hãy còn nhỏ, chưa dám cho ai." "Ông bà có biết
ở nước Xá Vệ có quan đại thần tên là Lê Kỳ Di không? Trước tôi đã quen biết. Thưa ông bà, hiện nay ông ấy có một người con út rất thông minh, ngay thẳng và cực kỳ khôn ngoan. Ông muốn nhờ tôi đến thưa chuyện với ông bà để cho cậu út ông ấy được kết duyên cùng cô em nhà. Việc đó nên chăng thế nào, xin ông bà cho biết ý kiến, tôi xin cảm ơn. Ông ấy cũng là một nhà hào kiệt, xứng đáng. Nếu bà có lòng thương cháu thì chúng tôi cũng vui lòng. Khi được rồi, mai sau lại có người về nước Xá Vệ, ông liền viết thơ gửi cho ông Lê Kỳ Di, bảo cho ông biết các việc đã xong xuôi, đúng như ý muốn của ông, vậy sắm sửa sang đón dâu về. Ông Lê Kỳ được tin mừng, lập tức sắm sửa đủ các lễ vật, xe ngựa, đi sang gần tới nơi, cho người báo tin cho ông Đàm Ma Ha Tiện biết. Ông liền sắp đặt đón rước rất là long trọng, mời cả họ hàng bạn bè yến tiệc rộng rã suốt 7 ngày. Lúc trở về Xá Vệ, cô con gái vào bái biệt cha mẹ. Bây giờ, bà mẹ đứng trước mặt mọi người dặn con rằng: từ nay về sau, lúc nào con cũng mặc áo thật đẹp, thường phải ăn các thứ thật ngon, ngày nào cũng phải soi gương luôn. Người con gái quỳ xuống xin vâng lệnh. Ông Lê Kỳ Di nghe thấy thế, nghĩ thầm trong bụng, lấy làm giận lắm. Cho người ta sinh ra ở đời những sự khổ, sự vui, làm thế nào mà ấn định được? Sự ăn ngon mặc đẹp làm thế nào mà có mãi được? Huống chi là soi gương suốt ngày thì lại càng vô lý lắm. Tuy ông nghĩ như thế, nhưng dù sao ông cũng phải giữ lễ chủ khách cho qua, và đã trót tin ở ông bạn rồi, bây giờ cũng đành cố nhẫn xem sao. Công việc xong, đôi bên tự giả cùng nhau thẳng đường về nước. Khi đến giữa đường, vào nghỉ nhờ một nhà trọ rất lịch sự mát mẻ, ai nấy đều lấy làm vui thích. Mọi người đến trước đều đã nghỉ ngơi cả. Khi cô dâu đến sau, cô nói với bố chồng rằng: xin dời nhà khác, chớ ở đây. Ông cũng không trái ý, thu xếp ngay chỗ thoáng đãng rộng rãi nghỉ ngơi, còn mấy người cố ý không nghe thì ở lại. Đến đêm, những voi ngựa buộc chung quanh nhà bị ngứa ngáy, chúng nó cọ sát, đổ nhà cột gãy, đè phải người ở trong. Người thì chết, người thì bị thương, không người nào thoát cả. Bây giờ ông nghĩ rằng hôm nay ông thoát chết là nhờ ở con dâu, nên từ đấy ông đem lòng kính nể tin cậy. Hôm sau lại lên xe ngựa đi đến bên một bờ sông con. Mọi người thấy cây cối tùm mát mẻ, liền dừng lại nghỉ. Khi cô dâu đến sau, cô cũng lại nói là đi ngay chỗ khác, không ở đây, phải lên trên chỗ cao ráo mới có thể yên được. Mọi người nghe lời, vừa đi lên trên ngọn đồi nghỉ được một lúc thì bỗng dưng đùng đùng nổi lên cơn giông tố, ầm ầm gió táp, mây kéo nghịch trời, sấm vang chớp giật, mưa xuống như trút. Trong khoảnh giây phút mà nước ngập hết cả đường đi ló lại ở chỗ vừa qua. Bây giờ ông Lê Kỳ lại nghĩ rằng hôm nay lại nhờ con dâu nên tất cả mọi người được thoát chết. Từ đấy, nàng dâu nói câu gì, ai ai cũng lấy làm tin cẩn. Khi về đến nhà, ông cho mời tất cả họ hàng, bạn bè thân thích đến mở tiệc ăn mừng rất là vui vẻ. Mấy hôm xong công việc, ông liền cho hội họp tất cả các con dâu lại mà bảo rằng: bây giờ cha già tuổi yếu, tất cả công việc và của cải trong nhà này cha muốn giao lại cho các con trông coi gìn giữ, giúp đỡ cha. Vậy ai có thể đảm đương được thì nhận lấy công việc và cầm lấy chìa khóa các kho tàng. 6 người đều từ chối, chỉ có nàng dâu út nhận lời. Khi nhận công việc rồi thì nàng hết sức chăm chỉ, sáng dậy sớm, sai bảo các người ở sửa sang quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, sắp đặt việc dâng cơm lên cha mẹ và dọn cho cả nhà ăn, rồi thu xếp cho các người tôi tớ ăn xong, phân công người nào việc nấy, xong xuôi tất cả công việc, rồi nàng mới ăn. Ngày nào cũng như thế. Ông bố chồng thấy nàng khác hẳn người phàm, lấy làm lạ nhất là không thấy nàng làm theo những lời mẹ dặn khi bước chân về làm dâu. Ông liền hỏi:
trước khi con về nhà chồng thì mẹ con có dặn là phải ăn ngon, mặc đẹp, ngày ngày soi gương. Việc đó có ý nghĩa như thế nào? Nàng liền thưa, theo chỗ mẹ con dặn phải mặc áo đẹp, nghĩa là ở trong thân thể phải luôn luôn giữ gìn cho sạch sẽ. Còn áo mặc thường chỉ cốt sao cho bền chắc, sạch sẽ là đủ. Những lúc hội họp tiếp xúc với tân khách mới cần phải ăn mặc cho xứng đáng. Còn ăn ngon không phải là ăn các thứ cao lương mỹ vị, béo bổ, mà ý mẹ con dặn nên ăn muộn lại, cốt cho đói thì ăn mới ngon. Bây giờ dù thức ăn thế nào cũng vẫn thấy ngon. Còn ngày ngày soi gương không phải các thứ gương soi thường dùng, mà ý mẹ con dặn là phải dậy sớm, chăm chỉ quét dọn, rửa ráy trong ngoài mọi nơi cho sạch sẽ. Sửa sang, gây lại bàn ghế thẳng, tề chỉnh gọn gàng. Không được để chỗ nào xiên xẹo bẩn thỉu. Nhất là mỗi ngày, phải kiểm điểm trong ngày ấy mình có phạm lỗi lầm gì không để mà sửa chữa. Đó chính là ý nghĩa những điều mẹ con đã dặn. Nghe xong, trong lòng ông rất kính phục, bà mẹ có biệt tài dạy con. Mà con cũng là người khác hẳn phàm tục. Ông liền giao phó tất cả cơ nghiệp cho trông coi, và từ đấy vui vẻ không còn lo ngại gì nữa. Có một hôm, đàn chim nhạn bay qua sân nhà vua, nó đánh rơi một bông lúa tám cánh, là một thứ lúa rất quý, ở mãi ngoài bể khơi, mọc ở các gò rất xa. Khi nó ăn tha về qua đánh rơi, có người nhặt được đem dâng vua. Vua cho là thứ lúa ấy có thể làm thuốc được, vậy không nên bỏ đi, liền chi cho các quan mỗi ông mấy hạt về làm giống cấy để dành. Ông Lê Kỳ Di được phần đem về cho cô dâu Úc. Nàng liền sai người làm ruộng rất kỹ càng và ở trong thửa ruộng tốt nhất gieo mạ chăm chỉ cấy. Đến mùa sau, được bao nhiêu lại để giống gieo. Nàng cho là giống lúa quý nhất mà xưa nay ít thấy. Kế tiếp, mãi mùa nọ sang mùa kia, số thóc đó trong nhà ông có rất nhiều. Bây giờ, hoàng hậu bị bệnh rất nguy kịch. Các thầy thuốc đều bảo làm thế nào lấy được thứ lúa tám cánh ở ngoài bể để chế thuốc thì mới chữa được, không thì đành phải chịu. Vua liền nhớ lại, ngày trước có được thứ lúa ấy đã giao cho các quan đem về làm giống cấy. Vua liền triệu các quan vào hỏi việc đó. Ông thì nói nó không nở, ông thì bảo bị chuột ăn mất rồi, ông thì nói sâu cắn. Mỗi ông có mọi cách, không ông nào còn lại hạt nào cả. Ông Lê Kỳ Di về hỏi lại con dâu, thứ lúa ngày xưa cho đem cấy bây giờ thế nào? Này nhà vua cần một ít để làm thuốc cho hoàng hậu, cần lắm. Người con dâu Úc đáp, thứ lúa ấy hiện nay ở nhà có rất nhiều, nếu chỉ làm thuốc thì có thể chữa cho cả nước cũng không hết, chứ chữa cho một người thì có là bao. Ông Lê Kỳ Di đưa lúa vào, vua cho thầy thuốc dùng chữa được hoàng hậu khỏi ngay. Vua rất mừng rỡ, ban thưởng các phẩm vật và vàng ngọc cho ông rất nhiều. Bây giờ giữa nước Đạt Xoa Thi Lý và nước Xá Vệ, hai bên hiềm khích nhau, thường thường xảy ra những sự xung đột trở nên rối loạn. Vua nước Đạt Xoa Thi Lý muốn thử xem nước Xá Vệ có những bậc hiền tài trí tuệ không, liền sai sứ giả mang sang hai con ngựa thật giống nhau như một, hỏi xem con nào là con nào là mẹ. Vua cho hội họp cả các quan lại bàn, tuyệt không ai biết làm thế nào mà phân biệt được. Ông Lê Kỳ Di cũng đi họp về, tỏ vẻ buồn rầu lắm, vì nếu không hiểu được thì cả nước sẽ bị khinh. Ông về tới nhà, người dâu thấy ông có vẻ khác, liền hỏi ngay, thì ông nói lại việc trong triều cho nghe. Nàng nói, việc đó có khó gì phải lo ngại, nghĩa là đem ít cỏ rất ngon bỏ cho hai con, thì thế nào mẹ nó cũng nhường cho nó ăn trước, phân biệt rõ ngay. Hôm sau, ông vào triều, tâu với vua và làm đúng như thế. Thử xong, gọi sứ giả vào bảo. Người kia nhận là đúng. Vua lấy làm mừng lắm, lại ban thưởng cho ông được thăng phẩm tước và bổng lộc. Khi sứ giả về tâu vua nước kia, thì vua nước ấy lại sai mang sang hai con rắn dài bằng nhau, hỏi xem con nào đực, con nào cái.
Vua quan bên này lại hội họp cùng bàn, cũng lại không giải quyết được. Ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu xem như thế nào thì mới biết. Nàng bảo, lấy lụa rải xuống đất rồi đặt hai con rắn lên trên. Hãy thấy con cái thì nó nằm yên, còn con đực thì nó cựa quậy luôn. Bởi vì tánh của con cái thích trơn nhẵn êm dịu, không thích động. Còn tánh con đực thì mạnh mẽ hay bạo động. Suy đó có thể biết được. Ông lại vào tâu vua làm đúng như thế rồi bảo sứ giả. Sứ giả cũng chịu nhận là đúng. Vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Sứ giả về tâu lại, vua nước kia lại cho mang sang một cây gỗ dài 10 thước, bào nhẵn hai đầu giống nhau, lại cho sơn kính. Hỏi đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Tất cả vua quan bàn nhau mãi, không ai nghĩ ra. Ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu út. Nàng bảo, đem thả xuống nước, đầu nào chìm tức là gốc, còn đầu nào nổi là ngọn. Hôm sau, sứ cũng làm cho đúng như thế, rồi lại trả lời cho sứ giả. Sứ giả chịu nhận là đúng, vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Còn vị sứ giả về trình tấu với vua nước ấy mọi sự việc. Vua nước ấy nghe xong rất lấy làm hoan hỷ, cho là ở trong nước bạn có bậc hiền tài, thật phải tôn kính. Vua liền cho sắm sửa lễ vật và các thứ châu báu, sai sứ giả mang sang cống hiến và đề nghị từ nay hai nước nên tu chỉnh lễ nghĩa, giữ tình giao hảo tốt đẹp với nhau. Vì nước bạn thật đã có bậc hiền tài phước đức. Vua Ba Tư Nặc bấy giờ lại càng mừng rỡ sung sướng, liền cho triệu ông Lê Kỳ Di vào, đồng thời hỏi ông làm thế nào mà trước đây ông quyết đoán được mọi sự thử đố của nước láng giềng. Ông thành thật tâu với vua, không phải chính ông có những sáng kiến đó, mà chính là do tài trí của người dâu út của ông. Vua nghe xong hết sức cảm phục, cho triệu nàng vào cung và ban đặc ân nhận nàng là em thứ ba của vua. Nàng dâu Tỳ Xá Ly này sao sanh được một cái bọc 32 cái trứng, nở ra 32 người con trai, người nào cũng thông minh anh dũng, văn võ toàn tài, sức một người địch nổi muôn người. Cha mẹ rất yêu mến, mọi người đều kính sợ. Những người con kia khi khôn lớn lên, lấy toàn con gái các nhà hào phú trong nước, thuần là những con nhà phúc đức hiền hậu. Cả nhà này đều ngưỡng mộ Phật Pháp, thường thỉnh Phật và chư tăng tới cúng dường và được nghe thuyết pháp, nên người nào cũng đã đắc đạo chứng được bậc sơ quả. Duy còn một người con út chưa chứng đạo. Có một hôm, cưỡi ngựa đi chơi ở ngoài thành. Lúc đi qua một cái cầu, gặp một chàng thiếu niên con quan phủ tướng đi tới cầu. Chàng thiếu niên kia đi xe. Hai bên gặp nhau, đều cậy vào con nhà hào phú quyền thế, không ai chịu nhường bước ai. Lúc đó, con bà Tỳ Xá Ly nổi giận, lập tức xuống, dùng sức mạnh lôi xe của chàng kia vứt xuống vệ cầu, làm cho thân thể chàng bị thương nặng. Chàng bị đau, bưng đầu khóc, vệ mách với cha. Con của Tỳ Xá Ly nó làm nhục nên con bị đau đớn như thế này. Quan phủ tướng thấy con bị thương rất lấy làm tức tối và thương con. Xong ông lại nghĩ, lũ con nhà kia có sức khỏe, hiện nay cả nước không ai dám địch với chúng. Cho nên ông nghĩ kế để báo thù. Ông liền thuê thợ làm 32 cái roi toàn bằng thép, ở trong có lửa rất sắc. Ngoài thì bọc kín, chỉ nhìn như bao kiếm. Đem tặng cho mỗi người một chiếc. Lúc đem tặng, nó là các cậu trẻ tuổi nên dùng thứ này để thường cầm tay cho tiện. Tất cả đều nhận để chơi, vì thấy nó rất nhỏ, rất xinh. Luật trong nước lúc bấy giờ là cấm không ai được mang dao trong mình. Sau khi tặng, ông thấy các người con của bà Tỳ Xá Ly thường mang roi đi chơi. Ông mới vào dèm tâu với vua, là 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, mỗi người sức địch được hàng nghìn người, này xem như là có ý ám hại vua. Vua nghe, không lấy gì làm tin. Ông liền tâu tiếp, nếu vua không tin, cho nghiệm xét sẽ thấy. Hiện nay, người nào cũng mang dao giấu trong roi ngựa, cứ lấy đó suy ra là đúng.
Vua liền đòi vào xem thử, và quả đúng như vậy. Lập tức, vua cho triệu các người lực sĩ vào mai phục ở trong cung, rồi cho gọi tất cả 32 người con của bà Tỳ Xá Ly vào. Giết chết xong, cắt tất cả đầu đóng vào một cái hòm đầy kính, cho mang lại nhà em vua là bà Tỳ Xá Ly. Đúng ngày hôm ấy, lại là ngày bà thỉnh Phật và chư tăng về nhà thọ trai. Khi có người mang hòm đến, bà tưởng nhà vua giúp thêm thứ gì cho bà, định mở ra. Phật liền ngăn lại, bảo để ăn cơm xong đã. Khi ăn xong, Phật cho tất cả mọi người cùng ngồi. Phật thuyết pháp cho nghe. Phật nói, tất cả cái thân của người ta đây đều là vô thường, không có chi là bệnh chắc cả. Phàm đã có thân đều phải chịu những sự đau khổ, không thể kêu ai được. Tất cả muôn sự, muôn vật ở đời đều là giả dối, như chim bao, như bọt nước, không có chi là có thật. Cái thân này cũng là giả hợp, mượn nhiều thân duyên hợp lại mà thành. Đến khi nhân duyên hết lại tan rã. Như cây chuối kia khi bóc hết bể ra là không thấy cây đâu nữa. Nói tóm lại, phàm đã có sinh ra thân này đều phải chịu những sự lo buồn khổ não nó ràng buộc. Những sự lo buồn khổ não nó ràng buộc, những sự đắng cay chua xót nó vẫn ở luôn bên mình. Những sự yêu mến nhau tới lúc ly biệt nhau làm cho nhau thương xót ảo não. Uổng chịu những nỗi khổ đau làm cho thân tâm nhọc mệt mà không ích lợi gì cho đạo cả. Không có gì đứng mãi không đổi thay tàn hoại. Chỉ có những người có trí tuệ mới hiểu các lẽ đó. Lúc đó, bà Tỳ Xá Ly nghe xong liền tỉnh ngộ, chứng được quả A-na-hàm, vui mừng chắp tay bạch Phật. Xin Phật thương xót cho con được làm theo 4 điều nguyện như sau. 1. Xin cung cấp thuốc thang cơm nước cho các vị tỳ kheo bị đau ốm. 2. Cung cấp cho những người trong nom các vị tỳ kheo bị bệnh. 3. Cúng dường các vị tỳ kheo ở xa mới tới. 4. Cúng dường lương thực thuốc thang cho các vị tỳ kheo đi xa. Bởi vì những vị bị bệnh nếu không có đủ thuốc thang ăn uống, có thể nguy mất tánh mạng. Những người săn sóc cho các vị bị bệnh, nếu thiếu các sự ăn uống và cần dùng, thì người ấy sẽ bỏ vị bị bệnh, người bệnh khó khỏi. Những vị ở các phương xa mới tới, còn lạ lùng bỡ ngỡ, đi xin rất khó, hoặc gặp gió dữ, hoặc gặp người không tốt. Có khi họ làm cho khó chịu, sanh lòng căm giận, nên con phải cúng dường các vị ấy trước. Các vị tỳ kheo đi xa cần nên có bạn. Nếu không có bạn hoặc thiếu lương thực hay không đi kịp bạn, đường lối hiểm trở, gặp nhiều thú dữ, có khi xảy ra tai nạn. Vì thế nên phải cúng dường cung cấp cho các vị ấy trước. Khi Phật nghe bà Tỳ Xá Ly phát nguyện như thế, Phật liền khen ngợi. Hay lắm, hay lắm. Người phát nguyện như thế cũng như cúng dường chư Phật. Công việc xong, Phật và chư Tăng cùng về kỳ hoàng tịnh xá. Sau khi Đức Phật về rồi, bà Tỳ Xá Ly mới mở hòm ra, trông thấy 32 cái đầu. Nhưng nhờ bà đã hiểu đạo, dứt bỏ được mối ái dục, nên không đến nỗi áo não lắm. Về phía họ hàng bên vợ của 32 người con kia, khi được tin ấy, đều lấy làm đau khổ vô cùng và căm giận lắm. Cho vua là người vô đạo, giết hại những người lương thiện, nên cùng nhau chiêu tập binh mã kéo tới vây kín cả chung quanh nhà vua, định báo thù. Nhà vua lấy làm sợ hãi quá, vội vàng chạy tới chốn Phật ở. Các người kia lại kéo quân tới vây kín chung quanh tịnh xá kỳ hoàng. Lúc ấy, ngài A Nan nghe tin vua Ba Tư Nặc giết chết 32 người con của bà Tỳ Xá Ly. Nay có người họ hàng bên ngoại đem quân tới báo thù, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì cớ gì mà 32 người con kia bị giết một cách đau đớn đến thế? Phật nói: Ai muốn nghe nhân duyên 32 người con Tỳ Xá Ly bị chết thì lặng yên mà nghe rồi ghi nhớ lấy.
Ngài A Nan và mọi người đều bạch với Phật: chúng con đều muốn nghe, xin Phật dạy bảo cho. Đức Phật bảo Ngài A Nan và tất cả đại chúng: về đời trước, cách đây đã lâu lắm, có một bọn 32 người kết bạn với nhau, đi ăn trộm một con bò. Bây giờ, tại địa phương ấy có một bà già, con cái không có, bị nghèo túng, ở trong một cái nhà ở vùng hẻo lánh. Khi bọn kia bắt được bò thì dẫn tới nhà bà lão ấy làm thịt. Bà lấy làm mừng rỡ lắm. Bà liền đi sắm sửa củi nước, chuẩn bị các thứ thổi nóng. Lúc sắp giết thì con bò quỳ xuống, tỏ ý cầu cứu xin tha mạng. Nhưng các người kia đã quyết định giết, nên đồng bảo: không thể nào mà tha cho mi được. Khi con bò bị giết, trong bụng phát lời thề: này chúng mi giết ta, sau này ta sẽ không tha cho chúng mi, dù chúng mi có đắc đạo ta cũng không tha. Phát lời thề xong thì bị giết. Mọi người xúm lại cắt xẻo đem nấu nướng ăn uống cùng nhau. Cả bà lão kia cũng ăn, vừa khen vừa cảm ơn các người kia là quý hóa. Đấy, chính con bò kia ngày nay là vua Ba Tư Nặc. Lũ ăn trộm bò ấy bây giờ là 32 người con của bà Tỳ Xá Ly. Bà lão thọ trước nay là bà Tỳ Xá Ly. Vì quả báo ấy mà đã 500 đời nay thường bị giết như thế. Cho tới ngày nay cũng vậy. Bà lão kia vì trong 500 đời cũng lại thường làm mẹ để đồng chịu những sự khổ não. Này được gặp ta mới chứng được đạo quả, nên mới đỡ đau khổ một phần nào, vì đã hiểu đạo. Ngài A Nan lại hỏi: vì cớ gì những người này lại được hưởng phúc giàu sang mạnh khỏe? Phật nói: cũng về đời đã qua, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có một bà lão tinh kính Tam Bảo, nhà bà rất giàu có, bà mua đủ thứ hương hoa để cúng dường, và bà rất chăm việc làm phúc đức cứu giúp những người cùng khổ. Có một hôm, bà làm các việc phước thiện, đi gặp một lũ 32 người. Bà khuyên các người kia giúp vào để hưởng phước cùng nhau: chúng ta sẽ nguyện cùng nhau sanh vào nhà giàu, mà thường được làm mẹ con với nhau, và được gặp Phật nghe pháp tu để tu thành đạo quả. Vì thế nên trong 500 đời nay vẫn được sanh làm người giàu sang khỏe mạnh. Bà lão lúc bấy giờ nay là Tỳ Xá Ly, còn 32 người kia ngày nay là lũ con của bà bây giờ đấy. Khi tất cả mọi người nghe Phật nói như thế rồi, những người có lòng phẫn uất đều nguôi hết giận mà nói với nhau rằng: không phải là vua cố ý giết, đấy là vì kiếp trước những người kia đã tạo ra tội nên nay phải chịu quả báo. Giết một con bò mà còn bị quả báo như thế, vậy vua Ba Tư Nặc là chủ của chúng ta, sao ta nỡ giết hại để gây thành tội báo? Lập tức thu khí giới nộp cho nhà vua và xin lỗi. Nhà vua hoan hỷ không chấp những lỗi ấy. Tất cả đại chúng được nghe Phật nói các pháp dạy tu nhân tích đức, xa lìa các sự tàn ác. Phật lại nói rõ các pháp tứ đế cho mọi người nghe. Ai nấy đều đắc đạo, vui mừng theo lời Phật dạy mà tu hành. Câu chuyện thứ hai: cò và vua. Một ngày kia, ở vườn Trúc Lâm, trước một số đông đệ tử, trong đó có vua Vimbasana, Bình Sa Vương và hoàng tử A Xà Thế, Đức Phật bố thí pháp. Ngài nói: hỡi các đệ tử, nghe và suy ngẫm ta nói. Dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì, không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Để chứng minh câu nói đó, ta kể cho các đệ tử nghe một câu chuyện sau này ta đã chứng kiến. Trong một tiền thân ta xưa kia, ta là một vị thần ở một cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm, một cái nhỏ xấu, một cái lớn nơm rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, cái đầm lớn sen mọc che kín mặt nước.
gặp một năm trời làm tiêu khô hạn hán. Cái đầm nhỏ nước cạn gần hết. Trái lại, cái đầm lớn có sen phủ không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ, một con cò đi ngang qua đó, nom thấy trong đầm nhỏ nhiều cá vô kể. Nó đứng lại, co một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tức đã bắt được con nào? Ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉ dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chúc nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang bên đầm bên kia, chúng được phẩy vùng sung sướng lắm. Trong đàn cá, có một con thấy cò có một dáng điệu kỳ khôi, co một giò, đứng hàng giờ không nhúc nhích như một tu sĩ quán thiện nhập định, bèn hỏi. Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ, nom thấy các em, anh không khỏi mũi lòng, nghĩ thân phận của các em, anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói là lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, các em không thấy ư, nước cạn gần hết, nếu trời cứ nắng như thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết. Nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói hoảng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh năn nỉ. Tôn ông ơi, tôn ông có mưu trước gì tế độ giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một cái này có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tai cố nghe cho rõ. Cò nói, ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này nhiều, sen mọc phủ đầy đầm, nước vì thế không cạn. Các em di cư sang bên đó, anh lấy mỏ cấp từng em một chuyển sang. Chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật, từ thuở lọt lòng mẹ tôi ra đến bây giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhào nhào lên chất vấn con cua. Chú mày lạ cái gì? Lạ làm sao? Cua trả lời. Từ khai thiên lập địa đến giờ, có thở nào mà cò thương hại bọn cá, bọn cua chúng mình? Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp xen vào. Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức, tội quá. Chú gieo rắc sự nghi kỵ, để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm tâm niệm, cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng, anh không có tà tâm ác ý nào cả. Quay về đàn cá cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ, phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy cứ chỉ định một em, anh quắp sang bên kia, đi chơi ít lâu rồi anh lại góp về. Em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời anh nói, việc anh làm có đúng không. Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhem, cho là chú này khôn ngoan, cho đi công cán để thăm dò đường đất. Cậu lấy mỏ quắp chú cá già sang đầm bên kia và thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn, ca ngợi cò hết lời. Nó tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thì thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhao nhao xin cò hoan hỷ chuyển vận di cư sang ngay bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu, cò quăng chú xuống đất, rỉa hết thịt, còn xương thì vứt ở dưới gốc cây cổ thụ. Ăn thịt cá già, cò quay về đầm bảo cả đàn cá. Nào, em nào muốn đi với anh bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn cho thỏa thích.
Dần dần, cả đàn cá, con lớn con nhỏ, con già con trẻ được định cư vào bụng cò. Tất cả đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc, nghi sự mang trá thủ đoạn của cò. Nó nghĩ, ta nghi quá, đàn cá được sang bên đầm sen thật là vô lý. Không khéo, cả đàn cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp, nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết, nó cũng khó bảo toàn được tánh mạng. Cò lại gần cua, vồn vã mần trớn. Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, ô hay, thì cũng như các em cá, anh quắp vào mỏ, chứ còn bằng cách nào? Cua nói, em nghĩ như thế không được đâu anh ạ. Cái áo của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em thì sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ anh, em cố lựa không để cho anh đau đâu, như thế có lẽ sẽ bảo đảm hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến gần gốc cây nó đứng lại. Cua hỏi, sao anh lại đứng lại chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à? Hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy. Cò lặng thinh, không biết đằng nào mà trả lời. Thấy khác ý, cua bèn bắt đầu dùng hai cái càng siết chặt cổ cò. À này, cái đống xương cá ở dưới gốc cây đã tỏ lòng thâm độc xảo quyệt của mày. Cò ơi, mày không lừa nổi tao đâu, như mày đã bịp tụi cá. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa thổn thức. Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu, anh sẽ đưa em sang đầm sen. Cua nói như truyền lệnh, đi, mau. Cò lủi thủi sang bên đầm sen, vươn cổ đặt ngang mặt nước để cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức, hai càng siết chặt, cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được mục kích nói, cua làm thế phải lắm, ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá, để mưu đồ vị kỷ không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Con cò gian manh lại gặp phải con cua mưu trí. Đức Phật kết thúc thời pháp, ngài nói, hỡi các đệ tử, nhất là hoàng tử A Xà Thế có mặt ở đây, chớ có quên chuyện ta vừa kể. Vua Bình Sa Vương khấu đầu trước Phật, cảm ơn ngài đã bố thí cho một thời pháp rất hữu ích. Những ai có tánh mang tâm sâu độc, lấy đó làm gương mà sửa mình. Câu chuyện thứ ba, mối tình thân hữu. Nắng vàng buổi chiều dịu lại, phảng phất trên các ngọn cây xanh của rừng rậm. Gió nhẹ thổi mặt nước hồ khẽ rợn sóng, rung rinh những bóng cây cao hai bên bờ in hình trong đáy nước. Trong khung cảnh những buổi chiều êm mát này của chốn núi rừng, một con linh dương đang thong thả uống từng ngụm nước trong. Nó hình như đang chờ đợi. Nó nghĩ đến một chiều trước đây, nó làm quen với chàng rùa cùng chị chim gõ kiến. Cả hai bạn nó đều cùng cư trú ở bờ hồ này và thường về vào cái giờ mà nó thường đến uống nước. Lâu rồi thành quen nhau, rồi chuyện trò qua lại trở nên thân thiết. Mỗi lần mà một con nào đến trễ là những con kia trông đợi tỏ vẻ lo lắng. Nhưng kìa, linh dương ngẩng mặt lên mừng rỡ vì chàng rùa đã bò gần đến. Và trên cành cây, chị gõ kiến cũng đã reo lên những tràng tiếng dài. Câu chuyện của rừng sâu, của lưng trời, của bờ nước được trao đổi cùng nhau. Trong lúc linh dương cúi thấp xuống gần sát chàng rùa và chim gõ kiến đang gạt những con nhện vẩn vơ trên bộ lông linh dương mướt màu nâu lợt. Cho đến khi mặt trời khuất sau trái núi đằng xa, linh dương rời hai bạn để trở vào bên trong đám cây rậm rạp. Một hôm kia, một người thợ săn lãng vãng đến rừng này. Hắn mang theo cung tên giáo mắt đầy đủ. Hắn lần theo dấu chân linh dương và khám phá ra chỗ linh dương thường hay đến uống nước. Hắn núp vào một bụi rậm chờ đợi. Trưa đã qua rồi, mặt trời đã chết về phương Tây.
Mệt mỏi, hắn đứng dậy ra khỏi bụi, nhìn hồ nước, nhìn cái gốc cây rồi bỏ đi nơi khác. Trong óc hắn đang chuẩn bị một kế hoạch sát hại gì đây? Ngày mai hắn trở lại, hắn đào đất thành hộc nhỏ. Ở mỗi hộc, hắn đặt một chiếc bẫy rồi khỏa đất lại liền láng. Hắn còn bỏ thêm lên vài chiếc lá để không ai để ý tới những dấu đất mới ở trên đường. Hắn khôn ngoan đoán trước những chỗ mà Linh Dương sẽ để chân tới mà đặt bẫy. Xong đêm ấy, hắn quay sang đường khác đi trở về. Hẹn sáng mai trở lại để trói chặt bốn chân Linh Dương xỏ vào đầu gậy quẩy về. Từ trước đến nay, chưa lần nào hắn đặt bẫy mà không đánh được con thú nào. Nắng vàng buổi chiều dịu lại, phảng phất trên các ngọn cây xanh. Linh Dương thong thả bước đi. Nó lánh một đôi dấu lạ trên đường và tiến đến bờ hồ để gặp hai bạn thân thiết. Vừa uống từng ngụm nước, nó vừa kể chuyện của rừng sâu trong lúc chàng rùa và chị gõ kiến lắng tai nghe. Gió mát quá, thành ra cả ba đều muốn kéo dài thời gian gặp gỡ. Đến khi Linh Dương từ giả bạn ra về, thì trời đã gần tối. Trong rừng sâu, đêm đổ xuống rất mau, đường đất chỉ trông thấy mờ mờ. Linh Dương đang đi, bỗng sụp một chân xuống. Nó nhảy lướt tới, nhưng mà không kịp nữa rồi. Một cái gì giữ chặt chân của nó. Nó giật mạnh và nghe chân càng bị thắt chặt thêm. Nó biết là nó bị mắc bẫy rồi. Cảnh tượng như thế này đã in sâu vào trí của nó. Chính cha nó trước đây đã bị trói chặt chân sau khi dẫn nó đi ăn, hồi nó còn nhỏ lắm. Rồi liền sau đó, hai người dữ tợn từ bụi rậm nhảy xổ ra, vật ngã cha nó, trói chặt bốn chân, khiêng đi, trong lúc nó chạy lùi lại xa, đứng nhìn theo, nước mắt tuôn trào, đến nỗi nó không còn thấy gì nữa. Giờ đây đến lượt nó nhìn ra hai bên cây là tối đen, không có hai người tàn ác đó, nhưng nó cũng đoán biết là chính loài người đã gây ra tai ác này. Tại sao con người lại tìm cách giết nó, giết gia đình nó, trong lúc chúng nó không làm gì hại ai cả? Nó giật mạnh chân lần nữa, sợi dây càng thắt chặt hơn trước, làm nó tê cả bắp đùi. Nó kêu cứu khe khẽ. Trong rừng lúc này, tiếng kêu của nó thật không lợi gì cho nó, vì loài thú dữ có thể theo đó mà tìm đến. May quá là chim gõ kiến nghe được, liền chạy đến ngay. Tội nghiệp quá, nó nhìn quanh quẩn hồi lâu, quanh Linh Dương mà chẳng tìm được cách nào để cứu bạn. Thấy bạn lo lắng, Linh Dương không lộ vẻ đau đớn nữa. Rồi bỗng gõ kiến bay đi. Chim vất vả lắm mới tìm được chỗ của rùa. Rùa đoán biết được việc chẳng lành, vì từ đầu hôm nó thấy nóng lòng không sao ngủ được. Gõ kiến vừa nói xong, rùa vội vã giục đi. Gõ kiến dẫn đường, rùa bò theo sau, nhanh gấp mấy lần ngày thường. Đường tối mò, hai ba phen rùa ngã lăn lóc, nhưng rồi cũng trở dậy được, bò theo kịp bạn. Tới nơi, rùa không khỏi đau lòng khi nghe Linh Dương thở mệt nhọc và rờ thấy chiếc dây thừng to đang siết chặt chân bạn. Rùa bắt đầu thử sức. Nó mổ vào sợi dây thừng. Dây thừng bằng gai bền chắc làm tê cả hai hàm răng. Nó mổ nhát thứ hai. Lần này dây thừng bị sơ ra đôi ba sợi ngoài, nhưng hàm răng rùa cũng rung rúng. Rùa ngậm dây nghiến từng sợi nhỏ, chậm nhưng chắc chắn và ít đau. Công việc phải làm xong trong đêm nay. Gõ kiến suốt đêm canh chừng và rùa không một chút nghỉ ngơi, cắn đứt từng sợi trong lúc Linh Dương chịu đau giữ cho dây căng thẳng. Gần sáng, dây thừng đã đứt quá nữa. Việc cắn dây dễ dàng hơn trước, nhưng rùa đã mệt quá sức rồi. Có nhiều lần rùa gục đầu vào dây không cử động được. Nhưng rùa cố tỉnh lại để nghiến đứt thêm một vài sợi con nữa. Trời sáng hẳn, thật khó lòng giải thoát cho Linh Dương trước khi người thợ săn đến. Phải làm thế nào cho tên tàn ác đến chậm? Gõ kiến phục ba đi. Chỉ tìm ra nhà người thợ săn vào lúc hắn bước ra cửa, mang theo tất cả những đồ dùng sát hại của hắn. Gõ kiến bay đến trước hắn, kêu lên những tiếng buồn thảm nhất. Tên thợ săn ngẩng đầu lên lẩm bẩm, chửi rủa.
hắn cho là điềm xấu nên vội quay lại. Khá lâu rồi mà không thấy hắn trở ra. Nhưng kìa, hắn đã lách cửa sau định tiến bằng đường khác. Rất nhanh, chim bay tới trước mặt của hắn và kêu lên ai oán. Hắn nhìn lên chửi rủa rồi lại đi trở vào. Mặt trời đã lên cao, không chậm trễ được nữa. Hắn hối hả tiến vào rừng, mặc cho gõ kiến buông những lời oán trách tội ác trước mặt hắn. Hắn đi nhanh như chạy. Hắn nghĩ đến cách hả hê khi vật ngã con thú đã kiệt sức. Đến những ly rượu hòa với máu tươi. Đến đĩa thịt phai ưng ẩn hồng màu máu. Hắn gần đến nơi rồi. Con linh dương đang đứng ở đằng kia kìa. Đích là nó đã mắc bẫy rồi. Tên thợ săn tự hào là xưa nay hắn chưa lần nào đặt bẫy mà không bắt được một con mồi. Hắn thỏa thích không gì bằng. Dây vẫn chưa chịu đứt. Không lẽ công trình cả một đêm chỉ đưa đến kết quả thảm hại thế này ư? Trên cây gõ kiến dục quyết liệt. Rùa gom góp cả toàn lực cắn phát cuối cùng trong lúc linh dương giật thật mạnh. Dây thừng đứt ngang. Một đoạn còn lại nằm cong queo trên mặt đất. Rùa ngã lăn ra ngất liệm đi. Linh dương không thể nỡ rời bạn, nhưng không còn có thể trì hoãn nữa. Nó vội vã lánh vào đám rậm, lánh sang rừng bên cạnh. Tên thợ săn chạy như bay đến, nhưng không còn đuổi kịp con linh dương nữa. Hắn dậm chân tức tối. Hắn lượm hòn đá quăng vào bụi rậm để xua đuổi chim gọ kiến mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn định dậm nát thân rùa cho hả dạ, nhưng mà suy nghĩ lại, hắn bắt rùa bỏ ngay vào cái giỏ hắn đang mang sau lưng. Hắn thâu các bẫy lại và buồn bực trở về. Người thợ săn đi được một quãng đường thì thấy phía trước mặt mình con linh dương đang đi thấp thỏm. Hắn mừng quính, hắn đi nhanh hơn định bắt lại con vật mới rổ ra khỏi tay hắn. Hắn đến gần hơn nữa. Hắn chạy nhanh lại, nhưng linh dương nhanh nhẹn lánh sang lối khác. Phía xa xa này, rõ ràng tên đi săn nơm thấy con linh dương đi thấp thở một cách đau đớn, chân sau vẫn còn mang theo một đoạn thừng. Hắn lại rượt đuổi theo, mà có cái gì nặng cứ đập thình thịch sau lưng hắn như muốn trì hắn lại. Thì ra, hắn nhớ lại là con rùa đáng đánh chết này đang bò ngơm ngớp trong chiếc giỏ sau lưng của hắn. Nếu không có cái giỏ này, chắc chắn hắn đã bắt kịp con linh dương từ buổi đầu. Hắn nghĩ như thế. Đằng xa, linh dương đi chậm lại. Có lẽ linh dương đã mệt đừ rồi. Phải rồi, vùng vẫy suốt một đêm, còn gì sức đâu mà chạy thi với hắn nữa. Tên thợ săn tin ở tài chạy của hắn lắm. Nhưng phải trừ bỏ cái giỏ bất tài vô tướng này. Hắn vội gấp tay, rút ra khỏi quai giỏ. Hắn quăng giỏ sang một bên và đuổi theo linh dương. Hắn tin rằng chỉ trong giây lát, con thú sẽ thuộc về hắn. Nhưng khi hắn tới gần thì linh dương vụt lao nhanh sang đường khác và chạy như biến. Ừ, có giỏi thì cho mày gắn giỏi một lần cuối cùng này nữa. Nghĩ thế rồi, tên thợ săn quên mệt đuổi theo. Trong lúc này, chim gõ kiến vẫn theo dõi cuộc đuổi của người thợ săn. Cho đến lúc người thợ săn mệt nhoài chạy theo linh dương mà tiến sâu vào trong rừng, thì gõ kiến dẫn linh dương đi ngõ tắt trở lại chỗ của rùa. Đến nơi, linh dương thấy rùa lúng túng trong giỏ mà thương lắm. Thật là may mà nó còn gặp lại bạn, ân nhân của nó ở đây. Nếu không thì đâu còn cách nào để đền đáp ơn cứu thoát. Linh dương chân đạp một quai giỏ, miệng cắn chặt vành giỏ. Nó giật một cái mạnh, xé rách một mảnh lớn. Rùa mừng rỡ bò ra khỏi ngục tù, gật đầu cảm ơn bạn và đi luôn, không thèm ngó lại cái giỏ xấu xí. Trên cành cây, chim gõ kiến reo từng tràng dài vui vẻ. Chiều hôm ấy, trong bầu trời yên tĩnh và mát mẻ bên bờ hồ quen thuộc, linh dương, một tiền thân của Đức Phật và hai bạn thân thiết cùng yên lặng để tưởng nghĩ đến tai nạn khủng khiếp vừa qua, giữa lúc mối tình thân hữu đang rạo rực bừng dậy từ mọi cõi lòng.